VIP Supercard hoàn 15% mua sắm, du lịch, ẩm thực. Là mẹ thật bí diệu. Một series talk show đồng hành cùng mẹ siêu nhân. 20:30 thứ năm hàng tuần trên YouTube Giao Quanh Show. Từ ngày 21/3/2024. Anh trai vượt ngàn trong gai. Phát sóng vào tháng 6/2024, thứ bảy hàng tuần, 20:00 trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show. Xin chào, mình là Thảo Trang. Hiện nay mình 36 tuổi rưỡi. Mình đang là một ca sĩ. Mình là mẹ của bé Alex Kỳ Nam, hơn 7 tuổi. Một cậu bé rất là thân thiện, hoạt bát và hài hước. Một thành viên nữa cũng rất quan trọng trong gia đình của Thảo Trang là ba ngoại. They say time's got a good way of going right through the motions. I'm happier than ever, like I never thought forever was you. My skies are blue, dancing kind of weather back together like I wasn't into. Thought I was down, but I moved through the heart. Hello. Yêu người chị Thảo Trang không? Em chào chị. Em là Emily ạ. Hai mày cũng giống đi học đó nè. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Mẹ Siêu Nhân. Mình là Emily, tên thật là Nguyễn Hương Ly. Hiện tại thì Ly đang là ca sĩ. Emily đang là mẹ của hai bé Bảo Nguyên và Bảo Uyên. Bảo Nguyên năm nay 8 tuổi, còn Bảo Uyên 6 tuổi. Mình đã kết hôn vào năm mình 28 tuổi. Ủa sao chị hôm nay sporty vậy? Hả? Thằng con chị đang lựa cho chị bộ đồ này đây. Ủa lựa cái cài này luôn hả? Đây là con gái em lựa cho em bộ đồ. Xin tên này. Ủa đây là hóa ra là con mình stylist cũng đẹp ấy chứ đúng không? Đây. Cái này luôn hả? Nó lựa trong cái đống đồ mà đi diễn đó. Bao nhiêu đồ của mẹ là toàn bling bling. Gõ cửa kìa con. Con ra mở cửa giúp mẹ với. Sao một tay gì mà xinh vậy? Sao một tay đi. Nhẹ nhàng thôi. Trời ơi. Ô. Thích thế cơ à? Chai rửa móng tay. Là còn cái đây là cái gì đây ta? Cứ mở ra đi, cái gì đấy? Gì đây? Mẹ siêu nhân. Mẹ siêu nhân. Chào mừng mẹ Thảo Trang và bé Alex đến với chương trình Mẹ Siêu Nhân. Alex đến với Thảo Trang một cách rất là bất ngờ, vỡ òa khi cậu bé đến với cuộc đời của mình. Xuyên suốt hành trình sẽ là những giây phút quý giá, không chỉ giúp con bước ra khỏi vùng an toàn mà còn là hành trình của mẹ. Tuy không phải là siêu nhân, nhưng vì con, mẹ sẵn sàng trở thành siêu nhân. Ừ,
bắt đầu cuộc hành trình mẹ sẽ tham gia một kỳ thi vô cùng quan trọng tại Học viện Mẹ Siêu Nhân. Ôi chết rồi, mẹ phải đi thi, My ơi. Nhưng sao lại phải đi thi? Đi thi để trở thành mẹ siêu nhân ý. Khi mà được chương trình Mẹ Siêu Nhân mời thì gần như là mình không muốn nhận lời. Bởi vì mình không nghĩ là bé sẽ hợp tác với mình và với các cô chú trong đoàn quay. Thì mình cũng đã nghĩ là hay là mình hãy tự cho mình và cho bé một cơ hội để bước ra cái vùng an toàn của bé, để bé được tiếp xúc với nhiều hơn những cái công việc mà ba mẹ hay làm. Hành trang đi đến học viện của mẹ sẽ do chính Bảo Uyên quyết định. Kìa, bằng việc lựa chọn trang phục cũng như dụng cụ học tập mà mẹ cần phải mang theo. My phải chọn quần áo cho mẹ. Vậy là mẹ phải đi học rồi. Mẹ đi học gì? Mẹ đi học ở cái học viện Mẹ Siêu Nhân nè. Giờ vô phụ mẹ lựa đồ để mẹ đi học nha. Rồi đi. Mẹ cũng đã là siêu nhân rồi mà mẹ đi học nữa hả? Mẹ là siêu nhân rồi hả? Dạ. Hồi nào? Hồi giờ. Hử? Hồi bây giờ. Bây giờ hả? Dạ. Bây giờ đang là siêu nhân rồi hả? Dạ. Anh ơi, em sắp phải đi đến học viện để học làm mẹ siêu nhân. Không, đấy mẹ sẽ mặc đồ này của bố. Thôi, My chọn cho mẹ đồ đẹp đi. Không, mẹ đến đấy xong rồi gặp các mẹ siêu nhân khác, các mẹ khác lại tưởng là bố My đi gặp thì sao? Mẹ, nhưng sao lại phải đi học? Đi học ở đấy có gì không? Ừ, mẹ phải đi học đấy, ở đấy người ta sẽ dạy mẹ để trở thành mẹ siêu nhân. Đây, thấy chưa? Bây giờ rất là những cái bộ này. Mẹ mặc váy này. Đây luôn á. Đấy này. Với hả? Cả mẹ mặc áo này. Ú. Thế hả? Được không? Ừ, vì nào có màu nâu ở đây này. Thì con nhìn thấy mẹ có màu nâu bebe nên con mới thích đúng không? Vậy với cả là mọi khi người ta đi học người ta hay mặc áo màu trắng ấy. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Được rồi, hợp đấy. Bảo Uyên thì có những sở thích liên quan đến thẩm mỹ hoặc là đến sự khéo tay, ví dụ như là thích vẽ, thích học múa ba lê, thời trang, màu sắc thì là bé có vẻ rất là thích thú. Sao lại chọn tay dài? Tại vì chị em nhớ coi như em nhớ ngay là ai rồi. Ôi giời ơi, nó treo tôi. Sao con muốn mẹ mặc quần nào con chỉ rồi mẹ lấy xuống nha con. Bộ nào? Chỉ tay đàng hoàng chứ sao tôi biết chính xác bộ nào? Đây mà. Bộ đó hả? Chắc không? Ủa mẹ cái này hả? Dạ. Cái này giống con trai mà. My fan, that's my fan. Hả? That's my fan. Đây hả? Mặc mẹ mặc bộ này hả? Dạ. Mẹ mặc gì vậy? Mặc về đi học. Dạ. In the steer. In the steer. Đeo hết động vật lên người vậy đó hả? And here. And here. Chở con tí đã. Mà mẹ làm siêu nhân thì con sẽ bé xong rồi này cho là sẽ buồn lắm, con không được ở với mẹ. Mẹ chỉ đi học siêu nhân có một xíu thôi mà. Học mấy buổi? Một buổi thôi, mẹ về với con. Bảo Nguyên và Bảo Uyên nếu mà tính đúng ra thì là cách nhau 15 tháng. Còn đi học thì là cách nhau 2 tuổi. Và cái khoảng thời gian lúc mà hai bé còn nhỏ thì nó là một cái khoảng thời gian rất là vất vả của Ly và của Bích. Có thể nói là mình cũng có thể tự nhận mình là như một bà mẹ siêu nhân cho cái khoảng thời điểm đấy. Nó là một khoảng thời gian mà mình không thể nào mà quên được. Bây giờ nhìn lại mình mới thở phào là cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua được cái quãng thời gian đấy rồi. Là mẹ lên. Đây à? Thế bây giờ có phải mang thêm cái gì không? Mẹ mặc chân rách của em. Đây chân rách đây à? Hả con? Trời ơi. Này, gửi đi cho đỡ thèm. Thôi, nhầm. Thơm chứ. Mẹ ơi, mẹ mới nhìn này. My nhìn anh Nguyên vẽ hề kìa. Mặt mẹ thành chú hề rồi. Mẹ đừng có xóa. Ừ. Khi mà mẹ nhớ con mẹ mở cái ảnh này sang. Cho mẹ mượn một chiếc xe nha. Dạ. Rồi đâu? Xe con đâu? Nhà con giàu lắm, con có rất là nhiều chiếc. Đây mẹ lấy xe đi. Xe này nó có năng lực là về
mẹ nhìn hai cái này đấu với nhau kiểu nè. Mẹ nhìn đây nè. Nhông hả? Con này đi nhanh hơn. Đi vậy đó. Mẹ nghĩ là mẹ có lựa chọn tốt hơn. Con biết chơi gì không? Dạ không. Con nghĩ là mẹ sẽ chọn chiếc xe nào? Cái này nè. Cái này hợp lý hơn hả? Vì sao? Vì cái này á, mẹ chỉ... Vì cái đó cao quá mẹ không lái được thì mẹ có thể lái cái này thôi. Đúng không? Mẹ thử nha. Dạ. Ồ. Wow. Yeah. Được rồi mẹ. Xuất sắc. Mẹ thắng. Mẹ thắng bằng như vậy nè. Đây là làm sao mẹ thắng nè. Dạ. Thắng ở phía sau á. Dạ. Rồi ok. Vậy là mẹ đi học nha. Dạ. Tạm biệt Lê nha. Dạ. Bye. Bye. Ở nhà ngoan nha. Dạ. See ya. Ziao. Mong muốn của Thảo Trang khi tham gia Mẹ Siêu Nhân lần này có thể hiểu con mình nhiều hơn, tìm ra được những cái khúc mắc giữa hai mẹ con để giúp cho Trang có thể có một cái hành trình làm mẹ sau này tốt hơn. Ôi trời ơi, có một mẹ nào đang tới kìa. Trường đẹp quá. Hello, hello. Em chào chị. Chị đi xe. Đùa không, đùa không, đùa không. Đùa. Mười phút. Bức tóc mà. Chị Trang thôi, mẹ chị Trang. Một, hai, ba. Đùa. Xin chào mọi người, mình là Lâm Minh. Công việc của mình đó là kinh doanh. Mình đã là mẹ của một con, và con của mình là Cao Hạng Vĩnh Hiên, năm nay bé 2 tuổi. Hôm nay toàn siêu xe không em ơi. Cái xe nhà em không có siêu xe nào. Đồ này cũng là con chọn cho luôn đó hả? Trời ơi, coi phối hợp kìa. Mà cũng hình như con cũng chọn đúng style của mẹ không đúng không? Đây có phải là áo tắm không? Dạ, áo tắm. Áo tắm à? Áo vest. Áo choàng đi biển đúng không? Vâng. Quá xịn luôn. Thi ơi, đây ngồi vẽ. Vẽ con mèo nhé. Ngồi dậy, vẽ con mèo. Ngồi dậy. Mình cảm thấy là con của mình ở bé Hy đang phát triển về mặt thể chất nè. Bé rất là năng động, bé chạy nhảy rất là nhiều, nhiều hơn so với các bạn khác. Nhưng mà bù lại thì bé lại ít nói hơn. Bé không tập trung để tập nói. Ê, nào. Nào, vẽ con mèo nào. Con mèo nhé. Khi bóc của Quýt. Khi bóc Quýt này. Ê, không ném đồ chơi như thế. Hi ơi. Đồ chơi là để con chơi không phải để ném. Mình Minh mới chỉ là mẹ có 2 năm thôi. Khi mà đến với chương trình Mẹ Siêu Nhân thì điều mà mình mong mỏi nhất và suy nghĩ tới đầu tiên đó là mình sẽ làm sao để có thể học được việc cân bằng
cuộc sống gia đình và cuộc sống cá nhân, tinh thần và con cái. Đây là những điều mà mình thật sự là mình đã đắn đo và suy nghĩ suốt 2 năm. Và thật sự là có những lúc mình cũng hơi bối rối, bởi vì mình cũng không biết là mình có đang làm đúng hay không. Em Hi mới ngủ dậy mà. Ê trời ơi, thổi một bóng bằng cho mẹ. Cho ba. Ngon thật đấy. Và mẹ ăn hết luôn, cùng con không được miếng nào luôn. Nào cho ai nào. Cho ai đấy. Cảm ơn Hi nhé. Để mẹ cho Hi nhá. Hi là một em bé nó biết quan sát, khá là tình cảm, cảm nhận được cảm xúc của người khác. Khi mà mình buồn thì mình cảm nhận là con mình nó cũng nhận ra là mình buồn nữa, mà nó cũng có những cái hành động cử chỉ để an ủi mình, như là nó sẽ lại Hi ha đấy. Thì cũng chính vì điều đó là mình cũng muốn là mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể là chỗ dựa tinh thần cho con. Tô mà thấy thích không? Xem ô tô mới mang cái gì đến đây. Hi qua đây xem nè. Nè Hi coi đi. Để đi con. Bà xã mình có một cái nội tâm đôi khi là khá là yếu đuối, nhưng lại có một cá tính vô cùng mạnh mẽ. Thì một cái sự tương phản lớn như này thì không biết là khi mà tham gia một chương trình Học viện Mẹ Siêu Nhân đấy thì cô sẽ thể hiện được cái bản lĩnh của mình như thế nào. Đối với mình thì một người mẹ siêu nhân nghĩa là sẽ chăm sóc tốt cho gia đình, chăm sóc tốt cho con và vẫn yêu thương được bản thân, dành được thời gian cho bản thân. Rồi còn cái gì đây? Đây là chăn ghiền của con em. Chăn ghiền. Chăn ghiền. Dạ, đây. Em ở nhà em gọi là chăn rách. Nhà em gọi là chăn rách. Chị chăn rách. Chị ơi. Nhất định là không được vứt mà lại còn không được giặt. Nghĩa là của muốn... bé nào? Của bé con em đó. Bé gái à? 6 tuổi rồi chị. 6 tuổi vẫn thích ghiền cái căn này. Wow. Không biết bao nhiêu vết luôn rồi. nhìn là giống đồ cổ mà không biết bao nhiêu thập niên luôn đó. Từ lúc mới sinh luôn. Mình tên là Phạm Quỳnh Anh và công việc hiện tại của mình là ca sĩ. Sau một khoảng thời gian nghỉ cho việc gia đình và cá nhân thì mình vẫn cảm thấy được rằng là công việc nghệ thuật mới chính là cái điều mà mình yêu thích. Cho nên là đến bây giờ vẫn duy trì công việc này. Còn đây là con gái Tuệ An. Mình không rung chân Khi mình ngồi mình sẽ không rung chân. Mình chào lại nhá. Tuệ An chào lại nhá. Con chào các cô chú nè. Con chào các cô chú. Con tên là? Con tên là Tuệ An. Ừ, rồi. Con mấy tuổi ta? 7 tuổi. Ừ. Mọi người phải hết sức bình tĩnh nha. Là có cái nơ hồng chứ đâu. Hôm nay nhìn chị như còn đi hát ở HAT vậy. Hôm nay đến Học viện Siêu Nhân với một cái bộ đồ như thế này thì thực sự là Tuệ An biết rằng là tủ quần áo của mẹ lúc nào cũng chỉ có màu đen hoặc màu trắng thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng là một cái dịp mà cô ấy nghĩ rằng là vừa là hóa trang để làm cho con gái mình vui. Cái thứ hai nữa là trong cuộc sống mình nghĩ đơn giản quá, chỉ một màu đen hoặc là màu trắng, chỉ có một cái sự đúng hoặc là sai. Nhưng mà đôi khi con gái mình cho mình một cái bài học hơn nữa, đó là có những điều nó không chỉ là đen và trắng, mà nó có thể rực rỡ như thế này nữa. Cô gì đây con? Phương Vy. Biết luôn, giỏi ta. Xem chương trình nên biết hết đúng không? Thế chương trình còn con thích ai nhất? Mình thích nhất là Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh hả? Ai vậy? Mở cửa đi con. Hết hồn.
Tuệ An, tới đây, đứng đây chờ mẹ, mẹ ra mẹ lấy cho con. Đi, tới đây. Tới đây. Mẹ không tranh cho trước thầy. Mẹ chuẩn bị cô Diệp Lâm Anh vô nè. Bớt xạo bây giờ. Thật mà. Trời ơi. Để mình xem nào. Quên mất, có lỗi với cô Diệp Lâm Anh quá à. Cô đến nhà mất, cô đứng ngoài. Ôi ôi, cô chết rồi. Tuệ An là một cô gái có phần rất là nghiêm túc, rất là tỉ mỉ, rất là thích những công việc mang tính tập trung, chi tiết. Là một người rất là thương mẹ Quỳnh Anh, đúng không? Có không? Có. Tuy nhiên thì Tuệ An lại có một chút sự thận trọng đến mức mà quá an toàn. Cái sự thận trọng quá mức ấy thì sẽ khiến cho sau này ở cuộc sống sẽ đánh mất một vài những cái cơ hội. Và con nên cởi mở hơn, con nên bước ra khỏi cái vùng an toàn của con hơn. Ôi, mình có phải cần phải quay mặt cô ra đây không con? Mình phải quay mặt cô ra nhìn mình chứ. Em ơi. Đấy, được chưa? Không chỉ giúp con bước ra khỏi vùng an toàn. Ủa, vùng an toàn là gì mẹ? Bước ra khỏi vùng an toàn hả? Yeah. Tức là con sẽ được khám phá rất là nhiều những cái mới nữa, không chỉ là những cái mà con đã quen thuộc rồi. Vì con mẹ sẵn sàng trở thành siêu nhân. Con hiểu câu này không? Dạ không. Mẹ tuy không có phải là siêu nhân, nhưng mà vì con nhá, mẹ sẵn sàng trở thành siêu nhân. Đúng, mình đã nói chuyện với con rất là nhiều, mình đã kể cho con nghe rất là nhiều những cái bài học khác nhau, nhưng mà bản thân mình chưa có dấn thân đủ để cho con thấy được rằng là mẹ nói như vậy đó, nhưng mà khi mẹ làm thì sẽ là như thế nào. Và nhìn con thì mẹ mới thấy được rằng là mẹ sẽ phải cùng với con thực hiện nhiều hơn nữa và trải nghiệm cùng nhau nhiều hơn nữa để chính chúng ta vượt qua những cái nỗi sợ riêng của chúng ta, được không ta? Dạ có. Hành đi đến học viện của mẹ sẽ do chính Tuệ An quyết định bằng việc lựa chọn trang phục. Bây giờ theo Tuệ An thì mẹ đã có phải là siêu nhân chưa? Chưa hả? Rồi. Trong nhà mình có ai nhỉ? Có mẹ, dâu về, con, chị hai, Mỗi bạn, thứ nhất là tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Cái thứ hai nữa là cái độ tuổi ấy. Một ngày của anh phải đấu tranh với việc là cân bằng cái tâm lý ở tuổi mới lớn của Tuệ Lâm, cũng như là của anh sẽ phải tiếp nhận những cái thông tin từ tuổi của Tuệ An là tuổi tiểu học. Mỗi một độ tuổi sẽ là những cái vấn đề khác nhau. Đấy là điều mà mình sẽ phải đối diện và giải quyết. Đi giày gì ta? Rồi mình lấy giày xong rồi mình phải vô rửa tay cho mẹ nha. Dạ. Mình để lên chỗ phía này cho mẹ đi. Giờ bây giờ trước khi mẹ đi thi, mẹ đi học á, Tuệ An chúc cho mẹ một câu được không? Em chúc mẹ giỏi. Yeah, em cũng chúc. Ôi trời ơi. Cứ tưởng là con chị sẽ tạo điều kiện cho chị khỏe không? Nhưng mà phối đồ ok chị, cái đồ dày hộp quá nè. Cả trời bộ đồ. Em ơi thề luôn, các con của em quá tuyệt vời luôn ý. Em hả? Có bao giờ mặc mấy cái bộ này đâu. Các con của em cho em vẫn còn xì tin phong cách đúng không? Nhìn mẹ đấy. Bảo là mẹ con muốn mẹ hóa trang thành style của cô Diệp Lâm Anh. Mà không biết là cô Diệp Lâm Anh có mặc này bao giờ không ạ? Đã còn như này rồi.
bảo mẹ siêu nhân nhưng mà cuối cùng thấy mẹ này ở vũ trụ nào tôi không biết được. Không chị, đóng hồi chị HRT đó. Chị thời 20 chị cũng không dị vậy đâu em. Tận dụng cơ hội đi chị. Chị còn chưa kịp soi gương nên nó như thế nào luôn á em. Thôi mà nói chung là các mẹ hôm nay tự nhiên lại trẻ đi 20 tuổi. Thế đó hả? Ok thôi cũng được. Nhưng mà dạ, cái này là có phải là... Dạ áo tắm. Áo tắm chị. Áo tắm với áo... Nhưng mà may áo tắm của nhà người ta kiểu như là vẫn style nhà mình đúng chị. Căn nhà xì tai, cái gì nó cũng xì tai á. Ý là hơi nóng ạ, nóng ạ. Yeah. Lần đầu tiên gặp các mẹ thì thực sự là mọi người cũng vẫn được là chính mình đấy. Thảo Trang thì nào giờ cũng vẫn đã năng động như thế. Mẹ Minh thì rất là phong cách như vậy. Mẹ Emily thì cũng vẫn là mẹ Emily. Chỉ có mỗi mình mẹ Phạm Quỳnh Nguyên là nhìn đôi gì so với bình thường thôi. Chào mừng mẹ Lâm Minh, Thảo Trang, Phạm Quỳnh Anh, Emily đến với chương trình Super Mom. Mẹ siêu nhân, đây là chặng hành trình đáng nhớ giữa mẹ và các con. Bây giờ xin mời các mẹ đến lớp học để tiến hành kiểm tra độ hiểu biết của mẹ về con. Xin cảm ơn các mẹ. Xin mời các siêu xe. Rồi, siêu xe. Đi bộ. Bây giờ phải ra quen ạ. Em sắp được ạ. Ê, chính ra khúc này là đi bộ khỏe hơn nha. Go. Đây là lần đầu tiên em đi trong trường học mà có cảm giác đi thang máy. Đó giờ toàn chạy thang bộ thôi. Vì thời mình ngày xưa là chưa có xịn như này. Ngày xưa em là nước chuyên đi quét cầu thang hành lang. Cảm giác bây giờ là xịn sò hơn nhiều rồi, các con quá sung sướng rồi. Bởi các mẹ làm gì có hồ bơi. Có rất là nhiều không gian để sáng tạo cho các con nữa. Phòng học xịn sò như này cơ mà. Ấy, mình tìm phòng 404 nha. Ở đây 404 nè. Học viện mẹ siêu nhường. Wow. Lớp đẹp đấy. Vừa mới bước vô là thấy ấn tượng liền nè, không? Lớp gì mát lạnh này trời ơi là trời. Wow. Xinh quá. Ôi, cây nấm, em thích cây nấm. Đẹp. Phòng học nhiều màu quá ha. Em sẽ ngồi hàng dưới. Chị em xin hàng dưới ạ. Hàng trên nhận được trả bài nào mà không phải kiểm tra đấy. Xin phép ngồi dưới. Thôi các em cứ ngồi trên như chị. Mình lùn, mình ngồi chân nhé. Xin chào các mẹ đã đến với lớp học của Học viện Mẹ Siêu Nhân. Mình là bé siêu nhân Super Vi. Hello Vi. Hello Vi. Bây giờ bé Vi sẽ có vài câu hỏi để giao lưu cùng với các mẹ. Các mẹ đã sẵn sàng chưa? Chưa. Câu hỏi đầu tiên, trên thang điểm 10, các mẹ sẽ tự chấm mình bao nhiêu điểm? 7 trên 10. Là khiêm tốn hả? Dạ. Không, tới đây hơi không phải là 5 thôi á. Chị đang bảo là phải chấm cao cao lên. Chị đi đầu trước đi. Tí còn vỡ mộng. Em sẽ hạ dần. Em sẽ tính trung bình của mọi người. Chị có 3 đứa con. Chị ở đây sẽ phải điểm cao nhất. Mạnh dạn chấm chị 9 điểm trên 10. Ok. Ủa chị, vậy là em ở đây hai bé là em phải em cũng phải được cao đấy chứ đấy. Đấy, của em 8 đi vậy. Ok, 7 8 7 8. Anh em tầm này. Trong quá trình nuôi dạy con, các mẹ tự nhận thấy mình còn thiếu sót điều gì? À. Khả năng thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của con. Mình cảm thấy là mình thiếu thời gian. Bởi vì mình cho rằng là đủ, nhưng đối với các con thì vẫn là chưa đủ. Cho nên là của anh nghĩ rằng là của anh cần phải có nhiều kỹ năng hơn nữa để lớn cùng các con. Vì là em cũng mới làm mẹ nên là em thấy em thiếu khá là nhiều. Đôi khi mình đối diện với con theo kiểu là mẹ đang cố gắng cho con. Nhưng mà trong đó thì em vẫn kiểu không có thả lỏng được cho bản thân mình ý. Cái năng lượng của mình đôi lúc nó sẽ không thật sự là kiểu vui vẻ với con. Sau chương trình em muốn là mình phải cân bằng mọi thứ thì cái năng lượng của mình cho con lúc nào cũng sẽ tốt nhất. Chị ơi. Ôi. Chị như nào? Chị cũng quá nhiều. Em ơi, hai đứa rồi mà mình vẫn kiểu cảm giác như là mình vẫn không giỏi trong cái việc dạy con ấy. Ok, mình bắt đầu với cái chuyện là mình rất kiên nhẫn rồi, mình nói chuyện rồi. Nhưng mà liệu mình như thế có phải là không đủ để cho con ngoan không? Ý là chưa đủ cái sự áp lực cho con hả? Không phải, ý em là ví dụ mà mình vẫn cứ chỉ nói chuyện mà con vẫn chưa thay đổi, hoặc là con vẫn kiểu nhiều khi nó vẫn ngang bướng ấy, thì liệu cái cách đấy của mình có đúng hay không?
Sau khi tham gia chương trình Mẹ Siêu Nhân, các mẹ sẽ thay đổi được những điều mà mình còn thiếu sót. Xin cảm ơn các mẹ rất nhiều. Bé Vi xin thông báo đã đến giờ làm bài thi. Xin mời các học viên của lớp học Mẹ Siêu Nhân nộp lại điện thoại, mình ghiền, đồ chơi, đồ ăn thức uống mà mình mang theo và sau đó chúng ta sẽ cùng làm bài kiểm tra. Thôi, căng thẳng tới. Đây rồi. Cái tủ rộng đó đấy, nhưng mà em chỉ có... Đây là của Tệ An hả chị? Ôi, à, đúng rồi. Em chỉ có như này thôi. Cất. Không có bùa đâu. Cái thức xích luôn. Rồi, cất đồ. Cùng ếch của Alexa đều cho mẹ đây, vào đây nha. Bây giờ là ý là cất đồ thì không có được copy bài nữa đúng không? VIP Supercard hoàn 15% mua sắm, du lịch, ẩm thực. Anh trai vượt ngàn trong gai. Phát sóng vào tháng 6 2024, thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show. Làm mẹ thật bí diệu. Một series talk show đồng hành cùng mẹ siêu nhân. 20:30 thứ năm hàng tuần trên YouTube Giao Quanh Show. Từ ngày 21 tháng 3 2024. Trời ơi, có khi nào là mắt không? Cái này chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả nhưng không biết có phải mắt không. Mẹ của anh trả lời là mắt nha. Thử xem. Má. Ôi. Tại mẹ lúc nào má mẹ cũng hồng hết trơn. Không biết tại sao má mẹ như hồng vậy thôi. Mẹ trang điểm. Mẹ của anh sai rồi. Thực sự câu trả lời này nó cũng là cái chủ đề mà mẹ và con thì chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả. Cho nên là Quyên chỉ đoán thôi. Thì sau khi mà biết được câu trả lời của con thì mình mới biết được rằng là con thích cái gì của mình nhất. Cũng hơi buồn một chút nha, nhưng mà không sao. Bởi vì rằng là nhờ cái câu hỏi này mà mình có thể hiểu con hơn một chút. Ui chà. Mẹ chắc là có nhiều tật xấu lắm chứ không chỉ một đâu. Thế hôm nay mẹ phải kể ra hết tật xấu của mẹ. Hay muốn các con là làm gì là phải làm liền. Đôi một chút hơi lớn tiếng nha. Lớn tiếng. Để mà muốn các con phải thực hiện cái công việc đó ngay. Mẹ hay móc tóc hả? Những lúc mà mẹ ngồi mẹ suy nghĩ á, thì mẹ hay thường vuốt tóc như thế này để chọn ra những cái sợi tóc mà nó hơi kiểu như nó không được thẳng mà nó hơi ngứa gì đó. Cho nên là mẹ hay móc như vậy. Mà mẹ không nghĩ đấy là tật xấu đâu. Mà trong mắt Tuệ An thì cái móc tóc là tật xấu. Mỗi buổi sáng mẹ thường cột tóc cho Tuệ An. Gọi con dậy. Gọi sao mẹ gọi sao? Hay nó dậy đi. Càng ngày tiếng mẹ sẽ càng to hơn. Có khi nào tụi con gọi mẹ dậy chưa? Dạ rồi. Tụi con gọi sao? Dạ. Ôi trời ơi. Bạn ấy cũng miêu tả khá là chính xác đấy. Tông của mẹ sẽ lớn dần. Thế là mẹ lại trả lời sai rồi. Cái này lại chấm 9/10. Mạnh dạn chấm chị 9/10. Ok. Chắc là bị rớt xuống thành 4 điểm quá. Chết rồi. Trời ơi, nhận câu hỏi mà hồi hộp dã man luôn. Tuệ An muốn mẹ làm điều gì nhất? Thực sự theo mình hiểu thì An muốn mẹ làm rất nhiều thứ, từ nấu ăn cho đến mua Lego. Muốn được cùng với mẹ nữa, đi chơi cùng mẹ, đi diễn cùng mẹ nè, rồi đọc truyện với mẹ.
khó nha. Nấu ăn và mua Lego. Mua Lego. Yeah. Ngồi lắp Lego với con. Bình thường mẹ có hay ngồi lắp Lego chung với con không? Mẹ hay đứng quay thì cái mẹ đâu có ngồi lắp Lego với con mà. Có nhiều lúc khi mẹ cũng hay lắp Lego với con. Bây giờ mình mới biết được suy nghĩ của con là muốn mẹ ngồi lắp chung. Thực ra thì bởi vì thì quen nghĩ rằng là mỗi một lần mà con chơi lắp Lego á, thì mẹ hay thích thú mẹ quay lại. Bởi vì mẹ muốn lưu giữ lại những cái lúc mà con lắp Lego, và mẹ cũng muốn lưu giữ những cái hình ảnh mà cái sản phẩm sau khi mà con lắp xong á. Và mẹ cho rằng là những cái lúc mà Tuệ An được lắp Lego là những lúc mà con giống như là được sống với cái thế giới của con đó. Cho nên là mẹ không biết được là con còn muốn phải lắp cùng với con nữa. Bây giờ mẹ hiểu. Và sau khi mà em hiểu rồi thì mẹ sẽ rút kinh nghiệm và sẽ ngồi chơi với con, chứ không chỉ quay clip nữa nha. Trời. Cái này cũng là đoán đại đấy, chứ thực sự là có nhiều quá. Và trong góc nhìn của con về MV của mẹ, những cái sản phẩm gần nhất, Vlog có rồi. Con thích xem mẹ với chồng luyện cáo. Chuẩn. Chị An rất là thương em, cho nên là chị An sẽ không phản ứng mạnh gì đâu. Chị An sẽ biết cách để dỗ dành em. Chị ba đang chơi và cho về cho chị ba đi. Yeah. Nếu rồi con chạy mình lắp cái chữ cái khác trước, rồi sau đó mình lại mình cho nó rồi như sao. An lúc nào cũng tỏ ra là hơi bắt nạt chị Tuệ Lâm. Tuệ Lâm thì thường phải nhường An rất là nhiều, nhưng mà đến Joey thì An lại rất là nhẹ nhàng với Joey và gần như là dành thời gian chơi với Joey rất là nhiều này. Chưa bao giờ thấy Tuệ An nổi nóng với cả Joey hết, mà ngược lại là rất là hay dỗ, rất là thương em, rất là nhẹ nhàng với em luôn. Cái câu ngọt ngào nào mà con muốn nói cho mẹ? Cái này thì mình biết. Quỳnh bất ngờ là bởi vì trong cái video này bạn ấy cởi mở hơn mình nghĩ. Thì Quỳnh thấy được rằng là có nhiều cái điểm mình hiểu con, cũng có nhiều cái điểm mà mình cần phải khắc phục để mà mình dành thời gian cho con nhiều hơn. Và mình cũng hiểu được rằng là có nghĩa là chương trình cũng đã rất là kỳ công để mà đào sâu được về tâm lý của Tuệ An, cũng như là cho Tuệ An được một cái cảm giác, một cái zone an toàn để con có thể vui vẻ, thoải mái, cởi mở trả lời như thế này. Khi với người lạ thì trước tiên là Tuệ An sẽ không cởi mở nhiều như thế này đâu. Và đấy là cái điều mà mình cảm ơn chương trình. Mình thấy rõ ràng hơn một điều, đó là con rất quan tâm mẹ, rất yêu thương mẹ, rất để ý và quan sát từng cử chỉ hành động của mẹ. Và vì vậy mà Quỳnh nghĩ rằng là trách nhiệm của mình càng lúc càng khó hơn, càng lớn hơn, mình càng phải cần chia sẻ, lắng nghe cảm xúc của con nhiều hơn nữa. Hello. Hi. Rồi. Rồi, ở đâu nhỉ? Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng ạ. Hồi hộp quá.
mỗi khi mà thử món mới thì bé Huy sẽ hay kiểu chép 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 như này. Ừ, chắc là nếm được mùi vị biển rồi đây. À, bé đang bị uống nước nên là có biểu cảm này, bị uống nước biển. Em chốt. Trúng tủ. Hy lần đầu tiên được đi một cái farm để thăm các bạn thú. Thì ở cái chuồng này là sẽ có một cái bạn gà tương tác rất là tốt với bé Hy. Bạn gà đó liên tục kiểu không có kêu ỏ o. Bạn gà này kêu cũng kỳ lắm, cúc 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 kiểu vậy. Thì Hy rất là khoái chí, Hy cứ hét như vậy là con gà nó sẽ kêu. Mỗi lần Hy hét lên là con gà nó sẽ kêu. Hai bạn đang tương tác với nhau. Trúng tủ ạ. Mình phân vân quá. Một là biển, hai là ông trăng. Giờ này thì đang trưa quá, không biết là có ông trăng không. Mình chốt đáp án là ông trăng. Ông trăng ạ. Ba. Cái ngày mà Hy lần đầu tiên vẫy tay chào ông trăng, đó là bé Hy vừa xa ba mẹ hơn 10 ngày. Ba mẹ đi công tác hơn 10 ngày. Thì khi mà ba mẹ về là ba mẹ ngay lập tức cho con ra biển ngắm trăng. Thời điểm đó chắc là Hy đang rất là vui khi mà gặp lại ba mẹ. Thì mình nghĩ là cái hình ảnh ông trăng khiến cho bé rất là nhớ và bé rất là thích. Cái tóc này mới quá, có khi là mới cắt tóc. Cái này chắc là bé mới cắt tóc hoặc là bé mới ngủ dậy. Mới ngủ dậy, chốt đáp án ạ. Cái đáp án này nó quá là quen thuộc nhưng mà sao mình không nghĩ ra. Hơi tiếc một chút nhưng mà đây đúng là con tôi. Hy rất là thường xuyên ăn vạ. Mình nghĩ là mình có thể thông cảm được cho con, bởi vì con chưa biết nói nên là con sẽ không thể nào cho mình hiểu được là con đang cần gì. Thì Hy sẽ làm như thế. Mỗi khi mà bé có những cái cảm xúc này thì thường là ba sẽ sao thế Hy, con đứng lên đi. Còn mẹ thì mẹ sẽ giữ im lặng, cho con dịu xuống thì mẹ mới bắt đầu tiếp cận. Hàng đầu tiên sẽ là ảnh thứ hai và thứ ba. Hàng thứ hai sẽ có hai hình thứ hai và thứ ba. Hàng thứ ba là hình thứ ba cuối cùng, năm hình. Oh. Ảnh đầu tiên là bé Hy lần đầu tiên được đi siêu thị. Ảnh thứ hai đó là vào mùa hè. Lúc này bé dưới 1 tuổi thì mẹ có mua hai cái áo và hai mẹ con mặc cùng nhau và chụp ngay nhà. Ảnh thứ ba là bé Hy đang bị sốt. Ảnh thứ tư tối cả nhà ăn cơm xong và mẹ mới đi làm về, mẹ chưa kịp tẩy trang. Và Hy thì nhìn chăm chú mẹ, hôm nay Hy nhìn mẹ rất là lạ. Ảnh cuối cùng đó là thời điểm Hy mới biết bò, đang tập bò cho nên phải đội cái mũ này. Lúc gần sinh bé thì mình rất là mê công việc, có khi là mình không ăn uống luôn.
nên là mình rất là thấy có lỗi với con. Mình để mà nhắn nhủ với con thì em thấy là mẹ rất là tự hào khi mà có bé Hy. Nếu như hiện tại mà con đang ngồi trước mặt mẹ mà con thấy mẹ rơi nước mắt thì chắc chắn là bé Hy sẽ đối mặt của mẹ mà làm như thế. Mẹ rất là tự hào. Khó nhỉ? Càng ngày càng khó rồi nha. Bé thấy nước hả? Bé đang thấy một cái vòi nước phun lên hả? Bé đang thấy một cái vòi nước ở nội khu chung cư nào đấy? Mình không chắc đâu. Không lẽ không qua được trung bình sao? Cô bé Xanh Xanh này là ba mẹ của bé chơi rất là thân với lại vợ chồng nhà mình. Hai bạn luôn bối rối khi gặp nhau như vậy đó. Đôi khi là Hy sẽ tự set up cho hai cái xe hơi đậu gần nhau, song song nhau, và hai đứa sẽ ngồi lên xe và xem hoạt hình cùng nhau. Trông rất là yêu, dễ thương lắm. Bé Xanh đi chơi cổ tuột thì bé đằng sau sẽ đứng đỡ đỡ, hờ hờ như này. Mình quan sát được con, mình có thể hiểu được một phần nào tính cách trong con. Đôi khi là mình sẽ nhận ra là con nó hành động như vậy là một phần là nó sẽ nhìn thấy ba giúp đỡ mẹ. Mình nhìn được là bé đã học được gì từ ba của bé. Nói chung cũng 50-50. Không dám tự tin quá, mình nhớ được sai thì tí nữa xấu hổ. Có được xem lại không ạ? Hình như là hát bài Chiếc Bụng Đói của Tên Cookie sáng tác. Mình có hay cho các bạn ở nhà mình xem. Thì thật sự là có lẽ là cũng không ai biết được bé đang hát bài Chiếc Bụng Đói. Gần đây mình có hỏi là My thích trở thành gì thì My cũng nói là con thích trở thành giống mẹ, thích làm ca sĩ á. Thì My bảo vâng. Bố Bích thì hay là người dạy cho bé hát, kiểu như là chế những cái lời linh tinh. Nhưng mà tụi trẻ con thì nó lại nghe những cái lời hát kiểu chế ra linh tinh như thế thì rất là thích. Thì dễ ạ. Đang thích thú với việc là được sơn móng tay. Bởi vì hôm nay là cái hôm mà đi khu vui chơi. Mẹ cũng không cho bé sơn nhiều đâu. Bố thì cũng không thích. Nhưng mà ở cái khu vui chơi đấy thì sẽ có dịch vụ sơn móng tay cho các bé bằng cái loại sơn chỉ dành cho trẻ em ấy. Thì lần nào đến đấy cũng xin mẹ là được sơn móng tay, nhõng nhẽo mẹ. Thế nên là mẹ thì cũng chiều, nên là mẹ đồng ý. Nếu là trước đây ấy thì Bảo Uyên sẽ thích sơn màu hồng, màu tím. Còn bây giờ thì sẽ chỉ thích sơn màu đen thôi. Bởi vì dạo này đang thích một nhân vật là rất thích đồ đen. Và có vẻ như là dạo này lại có một cái suy nghĩ là màu đen nó ngầu hơn ấy. Nên là dạo này thích sơn màu đen, hồng và tím. Hai màu. Hai màu hả? Là màu gì? Vâng, vâng, chúng mình cầm màu trắng. Màu chím với cái màu đen. Trời ơi, thế đây là hiện tại thì là màu đen là đúng rồi, còn màu tím là trước đây. Bảo Yên rất là giống bố Bích là điệu.
Cái đuôi mất kia chắc chắn là Bảo Uyên vẽ mẹ rồi. Ô không, từ từ. Áo đen đeo cà vạt à? Ủa chắc là vẽ Wednesday hả? Vẽ Wednesday hay vẽ mình nhỉ? Wednesday ạ. Hai bé nhà mình thì ở nhà vẽ tranh rất là nhiều. Mình luôn luôn mua một cái tập giấy A4 như thế này này. Vẽ tranh nó cảm giác như là một cái hoạt động chơi đồ chơi hàng ngày của bé vậy. Trả lời câu đố. Bởi vì bố hay đặt câu hỏi, hai đứa này thì rất là thích trả lời câu hỏi của bố và kiểu ganh đua nhau ấy. Hai bạn sẽ thi xem ai trả lời được nhiều hơn. Và ngoài ra thì mấy câu hỏi của bố thỉnh thoảng cũng hay hỏi những cái kiểu buồn cười. Nên là hai đứa nó rất là thích cái game này. Thế ở nhà con thích chơi trò gì với bố nhất? Chơi trò đố. Giờ để con đố cô. À, vậy con đố cô đi. Đố cô biết cầu gì mà đi lên mây. Đố cô biết quả gì mà màu hồng đang ở trên máy của cô. Cầu gì mà đi lên mây à? Cầu vồng. để mình nhớ lại. Cái này là Bảo Uyên với cả Bảo Nguyên là hay cãi nhau lắm đây này. Bảo Uyên là hay nghĩ là có cánh ở trên mặt trời hay có một cái gì đấy. Có một cái gì đấy không đúng. Và sau đấy là anh Bảo Nguyên sẽ: anh đã bảo rồi là cái đấy không có. Cái này hay nói lắm này nhưng mà tệ tính mình hay quên ấy. Có cánh hay là có lông à? Hay có râu gì đấy nhỉ? Có cánh đi. Có cánh ạ. Thế trên mặt trời có cái gì không? Mặt trời chỉ có lửa. Có cái gì ở trên mặt trăng? Chú quậy. À chú quậy hả? Rồi có cái gì nữa không? Cái đó. Rồi có cái gì nữa không? Rồi có cái áo của chú quậy. Cái áo của chú quậy. Cái này là mới nha. Cái này là hoàn toàn mới. Rồi mình đã đoán ngay từ đầu rồi. Là các bạn nhỏ này là sẽ có những câu trả lời không thể lường trước được. Và câu trả lời lửa này là hoàn toàn mới. Mẹ chưa được nghe bao giờ. Nhưng cũng có thể là bởi vì anh đã nói rất nhiều về chuyện cái cánh không có. Thế nên là khi mà được hỏi là có lẽ là không nói về cái cánh nữa rồi. Bé đã nghĩ ra một phương án khác. Chắc là bị anh thuyết phục rồi đây. Mùa xuân ông già Noel đi đâu? Khó nha. Đi đâu ta? Mùa xuân đi ngủ đi, chắc mình chỉ nghĩ được đi ngủ thôi. Chứ với sức sáng tạo của My thì không hiểu là sẽ trả lời là gì. Câu này chưa bao giờ nghe thấy My nói luôn. Ông là đâu em đi xuống nước. Xuống nước để cho đỡ nóng. cũng logic ha. Nghĩa là mùa đông thì đang lạnh mà đến mùa xuân ấm hơn thì là ông già Noel là sợ nóng nên phải đi xuống nước. Mình thấy cũng thông minh đi chứ. Mình sẽ không bao giờ có thể nghĩ ra được một cái đáp án như vậy. Nếu như mà câu hỏi này mà chương trình hỏi bé thì bố sẽ bị, chắc là sẽ bị My khui những cái tật xấu ra. Ví dụ như là bố ngủ dậy muộn này, bố suốt ngày ngủ, lúc nào cũng thấy bố ngủ đúng không ạ? Thử cho em xem cô trả lời sẽ có phải như thế không? Là con. À, lúc con dậy là ai còn ngủ? Là ai còn ngủ? Với ai còn ngủ? Bố dậy muộn nhất. À, bố dậy muộn nhất hả? Còn đâu? Bố dậy muộn thì chưa với cả chỗ Có những lúc là bé sẽ hỏi là tại sao bố hay ngủ dậy muộn vậy? Thì mình sẽ bảo là bởi vì là bố hay làm việc khuya. Buổi đêm thì bố hay làm nhạc, hay livestream. Nên là bố ngủ muộn nên bố dậy muộn thôi. Thường là mẹ sẽ dậy sớm nhất. Bởi vì là mẹ thì hay phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho anh nữa. Mình cũng quen với việc đấy rồi, thế nên là mình thấy mình có thể đảm đương được chuyện đấy. Nó cũng khá là chuyện hàng ngày xảy ra ở nhà mình ấy. Cảm ơn mẹ Emily đã hoàn thành bài kiểm tra cùng con. Kết quả sẽ có trong vài phút tới. Là mẹ thật bí diệu. Một series talk show đồng hành cùng mẹ siêu nhân. 20:30 thứ năm hàng tuần trên YouTube Giao Quanh Show. Từ ngày 21 tháng 3 2024.
sau khi nghe các mẹ chia sẻ thì cảm giác như hồi nãy khi mình nói mình đoán được cái số điểm của mình là 7-8 điểm á, thì chắc bây giờ phải trả giá xuống một xíu, hy vọng là được điểm trung bình. Hồi hộp cũng sợ là có nhiều cái câu hỏi không trả lời được. Môn học bà Alex thích nhất là môn toán. Tại vì có vài lần mẹ Thảo Trang hỏi Alex là ở trường con thích học môn gì nhất, thì có nghe Alex trả lời vài lần là toán. Vậy thì Alex thích học môn nào nhất? Môn piano. Tại sao con thích học piano? Nó rất là giải trí, với lại kiểu mấy người hay với người ta kiểu đó như vậy thôi. Thật ra đàn con cũng đang bị hư. Nó cũng kêu nhưng mà chú nhìn nút này nè. Một cú lừa. Ta nghĩ là cũng do Alex đang ngồi ở cái đàn, đang đánh đàn và đang ngồi ở cái đàn, thì bé suy nghĩ được những cái gì xung quanh xảy ra của bé. Rất là may mắn là khi cho Alex tiếp xúc với piano thì Alex thích bộ môn này. Việc đầu tiên là thích, tại vì Trang cũng biết là có nhiều bậc cha mẹ mong muốn con mình học piano, nhưng mà bé thực sự không thích lắm và cũng khá cực khổ. Hy vọng là Alex sẽ luôn giữ được cái tinh thần này và sau này biết đâu lại đàn được cho mẹ hát. Cũng không biết mình có được điểm trung bình không nữa, nghi quá, nghi dưới trung bình quá. Đối với cái hình ảnh này là Trang nhớ rất rõ là hôm mùng 1 tháng 6 hai mẹ con dắt tay nhau đi vào bệnh viện. Và trước đó thì một ngày thì bà ngoại phát hiện ra cái tay của Alex là bị sưng, ngay khuỷu tay bị sưng. Mỗi lần mà Alex có một cái vấn đề gì đó, đặc biệt là về sức khỏe, là bà ngoại hay từ bé mà xé ra to à. Cũng may là mẹ cũng cố gắng bình tĩnh trong mọi tình huống. Khi bác sĩ nói là bị nứt xương thì cả mẹ Thảo Trang và cả bà ngoại thì kiểu nhìn nhau xong kiểu quá là bất ngờ, tại vì không hiểu là té mạnh đến mức độ nào và ở cái giây phút nào mà, tại vì vì bé không khóc cho nên không ai biết là bé bị té cả. Lúc này là một ngày Thảo Trang không có bận. Rồi bình thường thì Alex sẽ đi học bằng xe buýt của trường đưa đón tận nhà. Nhưng hôm nay thì Trang có thời gian cho nên Trang muốn tạo cho Alex bất ngờ, nên Trang đã xuất hiện tại trường và đón Alex. Thì Alex thấy mẹ thì chạy đến rất là bất ngờ và hỏi là ồ, hôm nay vì sao mà mẹ không để con đi về xe buýt vậy? Xong Thảo Trang trả lời là ồ, hôm nay mẹ có thời gian nên mẹ đến đón con nè. Tại sao hôm nay mẹ không cho con đi bằng xe buýt vậy? Đúng rồi, hôm nay mẹ đón con á. Cho đi xe buýt về dọ. Thì có một điều là Trang vẫn luôn luôn cấn trong lòng, là mình vẫn mong là mình có điều kiện và có thời gian để đưa đón con được mỗi ngày đến trường. Nhưng mà điều kiện cuộc sống không cho phép, cho nên những cái khoảnh khắc như thế này thì rất là quý. Trong nhà hay là người chơi máy tính bảng nhiều nhất? Chắc là Alex sẽ trả lời là Alex. Dạ con. Tại sao con lại chơi iPad nhiều vậy? Chơi thì mẹ cũng, cô nói iPad bởi vì con chịu, còn cô mà nói điện thoại á là nói mẹ điện luôn. Câu thứ hai ăn tiền quá. Alex biết rất rõ là mẹ tập trung vào cái điện thoại cũng rất là nhiều,
và có nhắc nhở mẹ rất là nhiều lần, mẹ sao không chơi với con, sao mẹ cứ làm việc hoài vậy. Thảo Trang cũng dành được rất là nhiều thời gian để chơi cùng con và hoặc là tham gia vào những cái hoạt động của riêng của con, nhưng mà chắc chắn là sẽ không bao giờ là đủ. Trang nghĩ là mỗi ngày cả Trang và Alex đều nói về cái vấn đề này, và vẫn luôn luôn cố gắng hết sức có thể để hỗ trợ lẫn nhau. Thường là Alex sẽ không có mè nheo đâu, không có kiểu là khóc nhà rồi đòi mẹ về. Cái chuyện đó rất là hiếm khi xảy ra. Bé chỉ có hỏi thôi là mẹ đi bao lâu, bao giờ mẹ mới về, con nhớ mẹ lắm rồi. Hồi nhỏ thì con nhớ lắm, chứ bây giờ đó mẹ đi hoài rồi con. Thì bây giờ con cũng kiểu con muốn mẹ ở nhà nhưng mà mẹ cứ đi, bởi vậy con cũng kiểu chờ mẹ tới thôi. Thương à, hồi nhỏ cái lúc mà chưa có biết nói á, là còn khóc không muốn mẹ đi, kiểu là cái lúc thời nhỏ xíu thì là dính mẹ. Còn lớn lên rồi là một cô bé rất là hiểu chuyện. Có những cái lúc đi rất là lâu, đi tầm 7 ngày, 10 ngày. Con đi hát. Thế mẹ ở nhà làm gì? Mẹ ta ngủ nè đi. Hả? Mẹ ta ngủ nè quên đi. Trời ơi, mẹ chưa phải đi làm kiếm tiền chứ. Không thích. Hả? Ở nhà là ở nhà với bà ngoại nha. Mà cũng rất là thương tại vì Alex là người hiểu chuyện, gia đình không bao giờ đòi mẹ về mà chỉ nói là nhớ mẹ thôi. Thảo Trang là nghĩ là Alex đã quen với vấn đề này rồi đó, để bây giờ cũng gần hơn 7 tuổi rồi. Rồi một cái khoảng thời gian cũng khá dài để cho bé nhận thức được là công việc của mẹ là gì, mẹ làm những công việc gì, và mẹ xa nhà rất là nhiều. Và bây giờ thì bé cũng chỉ biết chấp nhận thôi. Nếu mà cần đi lại cái con đường này, Thảo Trang cũng không suy nghĩ là mình phải thay đổi cái công việc đâu. Tại vì nếu không phải với công việc này cũng sẽ là một công việc khác, cũng có thể sẽ cực khổ hơn rất là nhiều và đi lâu hơn. Chẳng hạn chỉ là mỗi người chúng ta phải tự học cách thích nghi. Và Trang cũng mong là Alex sẽ học được cái tính này từ Thảo Trang, là phải thích nghi với cuộc sống, thích nghi với những gì xảy ra trong xung quanh mình. Rất muốn luôn, tại vì cũng có rất là nhiều chuyến đi, có điều kiện là Thảo Trang vẫn dẫn Alex đi chung. Đầu tiên là du lịch nè, được di chuyển nè, được đi đến chỗ mới nè. Thứ hai là được gần mẹ. Dạ không. Dạ không. Chết rồi. Buổi tối khi ngày mai con còn phải đi học. Ôi trời ơi. Câu này cũng khó. Thường thì Alex ít khi nào mà thấy mẹ Trang buồn mà cần phải đến để làm cho mẹ vui. Chắc là đến hung cái đó, đoán vậy. Hoặc nói một cái câu chuyện hài gì đó làm cho mẹ vui. Con xem được những cái này ở đây nè, con xem được cái kia này cái kia nè, rồi con kể lại để cho mẹ vui. Mẹ Trang không bao giờ buồn, với lại bữa đến giờ đó là mẹ Trang cứ lừa con hoài, bởi con lừa mẹ lại, với lại còn thêm nữa đó là mẹ không bao giờ buồn nha cô. Mẹ không bao giờ buồn. Dạ. Vì mẹ lơ con nè, cho nên con lơ lại mẹ nè. Dễ sợ không? Alex rất là hay lễ, Trang cũng quen với điều này rồi. Con nghĩ Alex rất là tự hào. Rất là tự hào khi mẹ là một ca sĩ, một người nổi tiếng. Alex hay tâm sự với người lạ đó. Mọi người có biết mẹ mình là ai không? Xong mình kêu Alex ơi, đừng bán mẹ nữa, đừng bán mẹ nữa. Mẹ đang là một người bình thường ở ngoài đời thôi, đừng bán mẹ nữa. Nhưng mà Alex đi đâu cũng rất là giới thiệu về mẹ. Cảm ơn mẹ Thảo Trang đã hoàn thành bài kiểm tra cùng con. Kết quả sẽ có trong vài phút tới. Không đi lạnh quá.
hồi hộp quá, không biết kết quả như thế nào. Các mẹ ơi, các mẹ đâu rồi? Là mẹ thật bí diệu. Một series talk show đồng hành cùng mẹ siêu nhân. 20:30 thứ năm hàng tuần trên YouTube Giao Quanh Show. Từ ngày 21 tháng 3 2024. Anh trai vượt ngàn trong gai phát sóng vào tháng 6 2024, thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show. Ốp lên mẹ Thảo Trang mà. Chị đâu? Chị đây. Sáng nay các mẹ đã dự đoán mình được bao nhiêu điểm? À, lúc sáng mình tự tin được còn 77, 88 gì đó. Đến đoạn vô đây ngồi thi thì mong muốn mình được điểm trung bình 5 điểm gì đó. Chung quy lại là buổi sáng nay thì mình tự tin nhất. Bởi vì mình nghĩ mình đông con, mình lớn tuổi nhất. Mình có nhiều kinh nghiệm nhất. Nhưng mà sau đấy đi vào vòng kiểm tra thì mình cảm thấy bây giờ mình không muốn nói gì nữa cả. Thế là cũng chỉ là một cuộc kiểm tra vui thôi. Kết quả thế nào thì mình vẫn là mẹ siêu nhân. Kiểm tra thật đấy em ạ. Và chị nghĩ rằng là chị sẽ đội sổ nhá. Mẹ của anh sẽ thấp đó. Mở ra và chứng điểm mở ra trước. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Hẳn là 3,5 điểm cơ mà. Có thể chị thấy buồn vì điểm số của chị Quỳnh Anh hôm nay là không cao. Nhưng mà trong mắt mình thì có vẻ như mình cảm thấy là chị Quỳnh Anh thật sự rất là siêu. Tại vì một lúc phải trông 3 bé, mình cảm thấy 2 bé đối với mình đó là quá là vất vả rồi. Nể chị. Hiểu không? Mặt có vẻ dính rồi nha. Wow. Là cái này là đúng theo nhu cầu à. Đúng, à, đúng theo mong ước. Rồi, 5 điểm. À, câu mà bất ngờ nhất là khi mẹ buồn Alex sẽ làm gì cho mẹ vui ấy. Thì Alex có trả lời là có bao giờ thấy mẹ buồn đâu. Đúng. Có bao giờ buồn trước mặt Alex đâu, cho nên nó không biết để làm gì, không biết phải làm gì cho mẹ vui. Các mẹ thì thường là hay gồng trước mặt con đấy. Nhưng mà thực ra các con biết hết nha. Các con cảm nhận được hết nha. Không biết sao nhưng mà giữa Quỳnh Anh và Thảo Trang thì có một cái sợi dây của anh nghĩ là khá là tương đồng với nhau về cái cảm xúc ấy. Bởi vì có lẽ là cũng đã từng có một quãng thời gian mình là một bà mẹ đơn thân. Cho nên là nhìn Thảo Trang mình hiểu được cái sự cố gắng của hai mẹ con luôn. Để mà có thể sống vui với những gì mình đang có. 8 điểm hả? 7 điểm hả? Trời ơi, cao hả? Hơn 6 điểm. Giỏi hơn con rồi. Đấy. Hơn trung bình. Hơn trung bình xíu. Nhưng mà con nào mà được 6 nhỉ? Hồi nãy em nhớ em tính kỹ lắm. Lúc nãy thì mình cũng rất là chật vật ở câu cuối cùng để có thể trên điểm trung bình. Nhưng mà hiện tại thì thấy số điểm ở đây nó có vẻ tích cực hơn lúc nãy. Không phải là mình quá quan trọng điểm số đâu, mà mình cảm thấy khá là tiếc khi mà mình bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc của con như thế. Khá là vui. 6 điểm. Đứng đầu lớp rồi. Lớp trưởng, lớp trưởng. Mà khổ lắm, lớp này 6,5 điểm rồi, đứng đầu lớp rồi. Đây là một trong những khoảnh khắc mình cảm thấy xấu hổ nhất đó Vi. Vi hãy nhanh nhanh lên thì mình đi xuống. Em nghĩ là hôm nay em chỉ thật sự là may mắn mới được cao nhất thôi. Chứ còn những điều mà cần phải học thì còn vẫn rất là nhiều. Mà chưa kể là những cái thử thách sắp tới. Em vẫn đang rất là lo lắng đấy. Em cũng không biết là mình và em bé nhà mình có thể vượt qua được không đây. Mẹ thì luôn luôn muốn được là bạn của Mi. Hy vọng là khi nào mà Mi buồn thì Mi có thể chia sẻ, nói hết cho mẹ biết. Khi nào mà lúc nào mà mẹ lười không muốn chơi với Mi thì hy vọng Mi sẽ nhắc nhở. Hy vọng là mẹ con có thể làm bạn được với nhau. Sau ngày hôm nay thì em cũng cảm thấy là em cũng khá là may mắn bởi vì em có dành thời gian cho con. Tuy nhiên thì cái kết quả ở đây cho em một cái bài học, đó là em nên học chia sẻ nhiều.
chia sẻ hơn với lại các thành viên khác trong gia đình. Mẹ muốn là con lớn lên cùng với mẹ, và mẹ cũng sẽ tốt lên cùng với con và gia đình mình. Tê Trang à, hiếm lắm trong cuộc đời mới được đứng những cái bục nghĩa vinh danh như thế này. Cảm ơn chương trình cũng đưa ra những cái thử thách, những cái bài test như thế này để cho những bà mẹ chúng tôi cùng có thể nhìn ngắm lại và tự soi xét bản thân mình, tốt điểm nào, chưa tốt điểm nào. Trước khi mà mình bước vào chương trình thì mình nghĩ rằng là chỉ cần nuôi dạy các con thật là tốt, cho các con một cái môi trường sống thật là tốt, thật điều kiện thật là tốt, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, nó đã trở thành một sự siêu nhân của mình rồi. Nhưng mà quả thật là nó không dừng lại ở đó, nó sẽ còn rất là nhiều điều mà Quỳnh sẽ phải học hỏi hơn nữa. Trời ơi, con chưa xuất hiện mà tôi đã nhảy rồi. Mong là với hành trình mẹ siêu nhân, các mẹ sẽ thật sự dành những thời gian chất lượng cho con mình. Bài học mà Học viện Mẹ Siêu Nhân đem đến cho các mẹ sẽ là những bài học mỗi ngày mình tự bổ ra cùng với con. Học những bài học cùng với nhau trong hành trình mẹ và con, và bài tập về nhà đầu tiên ngày hôm nay đó chính là hãy mang bài thi của mình đưa cho các con, để cho các con ký tên vào, hãy nhớ là hãy thành thật chia sẻ điểm số của mình đã đạt được ngày hôm nay. Đã hết giờ học của lớp Học Mẹ Siêu Nhân, xin mời các mẹ trở về chỗ để chờ các con đến đón mình. Chính ra bố mẹ ngày xưa lại ít bày tỏ hơn với mình ngượng ấy. Nhá. Dù rất là muốn nhưng mà các cụ ngày xưa thì thường là bị ngại với mình. Quen. Thậm chí bảo là bây mình giờ nhớ ngại luôn. Ôi. Hi ơi. Ôi. À. Alo. Hello. À đó. Hi. Hiểu à. Làm gì đấy? Hi tìm bọc mẹ đi. Mẹ ở đây này. Đây cái này nè, đây cô tặng đây cho Hi. Rồi Hi ạ. Hi ạ, cô như hai bọn tao, như hai con nước luôn. Chào em chưa giới thiệu, em là chồng Minh Anh và bố của Hi. Em không cần giới thiệu, cũng biết em là chồng của Minh rồi. Nhìn là biết tỏ nhà ai quá nhà đấy luôn. Anh đang mê đó. Rồi cầm rồi. À, rồi thì lấy cái nào. Rồi con nạp bác đi, con nạp bác. À, đi rồi. Rồi đi, bye bye. Đi bye bye. Thơm gió nữa. Rồi em chúc các chị vui vẻ nha. Chào cả nhà. Thế à? Con chị rất đi vô đâu, không nói gì đâu. Đấy, sẽ sợ người lạ mà sẽ không nói gì. Con em không phải là người kiểu ngoại giao. Gặp là sẽ lừa lừa cơ. Các bạn ở lớp. Bé nào đây? Hello, hello, mẹ yêu. Trời ơi. Gái quá à. Chào lớp Trang. Hello, chào con. Dạ, giới thiệu với mọi người đây là bé Bảo Uyên. Gặp mẹ cười tươi quá trời luôn. Mừng quá hả con? Đây này, lúc nãy mẹ vừa làm bài kiểm tra đây này, để xem là có hiểu mi hay không. Lát nữa mình trong thì mình xem nhé. Đây này, con vẫy tay vào máy quay. Con mình đâu em? Dễ thương, không bé lắm. Có khi nào hai đứa con mình có đang dắt nhau đi chơi không? Nghi lắm. Nghi nào Alex này hay rủ rê. À thế à? Nó là thánh ngoại giao mà chị. À thế hả? Dù bạn đi chơi hả? Giống mẹ đó. Giống mẹ y chang ngoại rồi. Ý đẹp trai quá. Hả? Con méo mặt luôn hả? Vì sao con méo mặt? Mặt vậy? Đẹp trai quá. Hello con. Dạ, ai gì Quỳnh Anh? Ôi trời ơi. Thiệt sự là cô Quỳnh Anh là nhìn thấy con từ nhỏ luôn đó. Thế đẹp trai từ nhỏ hâm mộ lắm mà bây giờ mới được gặp con luôn đó. Ừ, rồi con đứng cầm cái bút này nha. Nữa. Dạ, gặp lại con nha. Con tạm biệt gì đi? Dạ, bye bye. Dạ, tạm biệt gì đi? Tạm biệt gì? Để mình đi. Trời ơi, con copy quá hả? À. Bye, bye bye. Trời ơi. Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu rồi? Ừ.
chưa luôn. Chưa thấy bóng dáng đâu mọi người ạ. Trời ơi, tôi hỏi nãy giờ đi đâu mà sao lâu thế? Có biết là cả lớp đã về rồi mà tôi vẫn đang ngồi đây đợi hay là không? Đây là bài thi của mẹ ngày hôm nay nè. Nhưng mà Tuệ An nghĩ rằng là với những gì mà Tuệ An đã trả lời thì mẹ được khoảng mấy điểm? 10 điểm luôn á hả? Con đoán mẹ 10 điểm hả? Bây giờ nếu mà mẹ mở kết quả ra và nếu không đúng là 10 điểm thì Tuệ An sẽ thấy sao? Hả? Nó đây rồi. Bao nhiêu điểm? 3/5. 3/5 hả? Con vẫn chưa tin là mẹ chỉ có từng này điểm à? Mẹ có 3,5 điểm thôi. Tại vì câu trả lời của Tuệ An đặt cho mẹ sao mà khó thế nhở? Bây giờ mình thử hỏi lại nhá. Con thấy dễ mà. Con thấy dễ không? Nè, mấy người nhìn mấy người decor cho tôi một cái bộ quần áo như thế này nè. Sao mà sặc sỡ vậy? Con thích màu cam. Con nhìn nè. Đố biết đây mấy điểm đây? 6,5 điểm. Mi thấy 6,5 là cao hay là thấp? Hả? Con không biết. 6 điểm là cao hay thấp? 6 điểm là cao hay là thấp? Thấp. Mẹ được có 6 điểm. Vì sao? Tại vì có nhiều câu mẹ trả lời sai. À, bây giờ tôi cần phải đóng dấu vào đây này. Bác Mi có đóng dấu được hộ tôi không? Ủa? Đây này, xác nhận đi, được 6,5 điểm thôi. Nhưng mà Mi không có mang bút để ghi tên đâu. Mỗi Mi chỉ lấy một cái này. Sao mẹ? Đúng điểm nhà mẹ hả? Đúng rồi. Con nghĩ là hồi nãy là con nói mẹ được mấy điểm? 10 điểm. 10 điểm luôn. Rồi bây giờ mình lỡ mẹ không được 10 điểm rồi sao? Thì về nhà mẹ bị phạt. Phạt hả? Ồ, vì sao tôi bị phạt vậy? Giỡn á mẹ. Dưới 4 điểm, ở dưới 5 điểm là sẽ bị phạt. Ui, được mấy điểm nè? 5. 5 điểm. Rồi sao? Thấy sao? Được. Hả? Được. Được hả? À, có một câu trong này hồi nãy mẹ ghim con nha. Khi mẹ đi diễn, Alex có muốn đi chung với mẹ không? Thì con trả lời sao? Không muốn hả? Vì sao? Mẹ đi hát thì con có thể coi trên tivi cũng được mà. Cũng dễ mà, đâu cần phải đi mà. Đâu cần phải đi mắc chung với mẹ, phải không? Ê, đúng rồi. Ký tên nè, rồi ký tên đi. Ký tên đây nè, đại thay tên Alex xong. Thầy Alex nha. Thầy chấm điểm nhập trò đó, dễ sợ chưa? Anh trai vượt ngàn trong gai phát sóng vào tháng 6 2024 thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show. Con gì mà nó có nhiều nước? Con cá. Sai, con sông. Con chuột gì mà không có mắt? Con chuột chưa biết bay. Không, con gì? Con chuột để rồi mới đến. À đúng. Con chuột. À con gấu nó ngủ vào mùa nào? Mùa đông. Mùa đông. Đúng, con mùa đông. Con ăn rồi chưa? Ừ thì cơm được bằng nhau. Con ngủ với ai? Con ngủ bố thôi, nhưng bố đi mất rồi. Không, thì chỉ cần bay đến chỗ bố. Trời, sao em ngủ với mẹ à? Mẹ phải bế con. Thôi nè.
1, 2, 3, đây là... Nhận được tin là ba phải rời khỏi nhà trong vòng 1 tiếng nữa. Hai mẹ con sẽ không được sự trợ giúp trong vòng 48 giờ. Không nói nên lời. Rúi nùi cả lên. Hít thở. 5, 4, và một ngày của họ họ sẽ sinh hoạt như thế nào nhá. Nhưng mà mẹ ở đường này đâu có cái nhà nào đâu. Có chạy ra được không? Đi. Cứ nghĩ là lúc nào cũng được nằm điều hòa hả? Tại vì làm gì có. Tại vì ở nhà con đã ngủ con bật điều hòa không quen. Chưa bao giờ sống lò. Mẹ sợ tử. Sợ. Không sợ đâu. Nào bỏ tay vào đây. Cố lên con gái nha, kiếm 50.000 cho mẹ nha. Đi lỡ té thì sao nào? Té thì mình đứng dậy, mình đi tiếp. À, đi từ từ thôi nha con. Nhanh nào. Ơi, xíu nữa là trượt rồi. Đó, đúng rồi. Anh mệt không? Dạ. Để anh bà đi theo con nè. Bà thấy con, bà đây hả? Không sao, không mệt. Mày đã mệt rồi đó hả? Không mệt, không mệt. Không, bà sợ nó cắn không? Không, không, bà không cắn. Bà không cắn con. Dân tỏ thôi con, nó không ăn tay con đâu. Mẹ có nghe giọng của mấy em rồi không? Mẹ con nhỏ nhỏ kêu mẹ giống như là kêu mẹ. Mẹ gọi mẹ đó. Mẹ. Ở đây là các bạn đang ăn đó, con này. Đó, đó thấy không? Thấy chưa? Bạn đi ngạp. Ăn đi. Mẹ. Nó lên rồi kìa. Lên. Mình lấy cho bạn đi con. Đây. Dừng lại cho nó đi qua đúng rồi. Thử thách nếu mà mình mẹ làm thì mẹ nghĩ là cũng được thôi, nhưng mà nếu mà không có con làm thì mình không hoàn thành thử thách nào. Alex rất là ga lăng này, hài hước, rất là tự tin, dí dỏm, đẹp trai nữa. Cho nên là mình nghĩ rằng là trông cũng có vẻ đẹp đôi ra phết. Thật ra nghĩ chị Phạm Quân Anh nhìn thấy được cái sự lém lỉnh hoạt bát của Alex, và cũng nhìn thấy được sự kết nối với Tuệ An, thì cũng đã có rất là nhiều lời khen, và cũng như cũng có hứa hẹn với người mẹ thông gia này trong tương lai. Xin chào gia đình. Ok, 1, 2, 3, bắt đầu. Xin chào chương trình Mẹ Siêu Nhân. Chúng mình là... À, em nói. Chúng mình là... Chúng mình là gia đình Bentley. Nãy nhá, ok. 1, 2, 3. Chúng mình là... Xin chào gia đình... Xin chào chương trình Mẹ Siêu Nhân. Chúng mình là... Gia đình Bentley. Mẹ của con siêu quá chuyện nha.
cho con điều tuyệt vời nhất mẹ có.